Nếu mà không có gì quan trọng á, thật sự mạng người có số, chứ mình không có thể nào mà mình thấy cái mình khựng lại cái chuyện hàng ngày sinh hoạt của mình và công việc làm ăn của mình, nó không phải như vậy. Ô Châu nên về thăm quê hương nha, kiệt dụng danh từ về thăm quê hương, mà ở lại quê hương lâu lâu giàu sao nước Việt cũng không có nổi mà bi đát. Nước Việt chỉ có nạn đói thôi với bệnh, tại vì trong cái lúc sàng lọc á, mấy đại ca bởi nó cứ tối ngày kéo kéo tài với sư phụ với mấy vị hoài. Bữa nay mà kéo bữa giờ cũng lâu rồi, mấy chục năm. Mấy đại ca rành Kiệt còn hơn là Kiệt biết Kiệt là ai nữa đó. Cho nên ở hải ngoại và trên thế giới á, nhiều thiên tử, nhiều minh vương, nhiều nhiều người xưng là tôi là Phật Di Lặc, tôi là thiên tử, tôi là minh vương trong sấm cơ nhiều lắm. Thì cái đó là mấy đại ca đã rành mình gần mấy chục năm. Hồi xưa Kiệt cũng chưa biết Kiệt là ai, bị bệnh lên, bị bệnh xuống, bị hành chết. Rồi mình là kỹ ở Mỹ, dân làm về vi mạch điện tử và lớn lên ở Mỹ, thằng hồi xưa như là Mỹ con vậy đó, làm gì mà có vụ mà tin mấy cái chuyện này. Tôi không có tin mấy chuyện đó. Nhưng cuối cùng sự thật là sự thật, mỗi con người của mình mang cái thể xác là hình thù này, nhưng mà thật sự con người thật sự của mình á, là một cái chân dung khác, một cái hình khác. Mình chuyển kiếp từ đời này qua đời khác và mang những cái thân khác và những quốc gia khác, quốc tịch khác. Cho nên mình không có được ghét người Miên, hay là mình không có được ghét người Chàm, cũng như ở Mỹ cũng không có được ghét người Mễ. Tại vì mỗi một biết đâu kiếp sau mình đầu thai làm người Mễ hay sao, mình mai phước ra đời này á, mình đầu thai làm người Việt, có Phật Thánh Tiên hạ phàm nước Việt, rồi có Kiệt ngồi đây mang xác phàm lót chót với quý vị, chỉ hướng cho quý vị nữa, còn hơn là đi ra vô rừng bị lạc không biết đường đi. Thì mình phải trân trọng tất cả những gì mà của năm vị này đã làm mấy trăm năm qua cho nước Việt, từ thời Trạng Trình cho tới ngày hôm nay. Mình chỉ nói riêng nước Việt thôi. Thì Ngài là một vị Phật đã tái sanh vào nước Việt với năm cái xác khác nhau, và đã tiên tri và đã nói rất là nhiều thứ cho cái thời đại của ngày hôm nay nè. Rồi Kiệt là đệ tử của mấy vị này, thì hôm nay Kiệt cũng ngồi đây, Kiệt nói nhận lệnh của sư phụ để mà lên đây nói cho quý vị. 2-3 tuần trước sư phụ có nói là con khuyên người ta nên ăn chay học Phật trong lúc này, đó là điều quan trọng nhất trong lúc này. Bao nhiêu năm nay mình lầm đường lạc hướng mình không biết, nhưng bây giờ mình phải biết là vì mình ở nhà mà trốn Covid cộng bị bệnh 2 tuần nằm trong nhà cũng không làm gì. Đó là ở trên cho mình cơ hội để mà mình hiểu về các ngài, hiểu về sấm cơ, hiểu về mình đang ở vào một cái thời đại chuyển chuyển tiếp thay đổi. Nhưng mà tới ngày 3 vậy quẹo vậy đó, nhưng mà quẹo cái này là quẹo tốt nha. Người nào có phước mới 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 được hưởng phước, còn nếu không sẽ rớt đài á, qua cái cầu. Trong bao nhiêu kinh điển của năm vị này truyền lại của miền Tây, nhưng mà khi ở trên trời có hai thái cực trắng và đen, nghĩa là thiện thần và ác thần, họ cũng muốn cái trái đất này nhuộm màu đỏ có kỳ lâu rồi. Các chư vị trên về nói con có biết trái đất này chút nữa là nhuộm đỏ rồi. Cho nên thời đó đó, cha đó là thượng đế, là cha của tất cả nhân loại,